Thì ngày mới cho bay gắn miền quê xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị ha. Không biết chỗ anh em sao chứ chỗ hôm qua có đám mưa cũng khá là to nha. Thì bây giờ cũng tới địa điểm thăm bẫy rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà ở đây có cái đám thành ra cô chú anh chị mình thông cảm cho Út về phần đó là Út quay không được ha. Còn đây thì bây giờ mình đi khu vực khác rồi đó cô chú anh chị. Đi hút cái đám hồi nãy bà con ơi. Đây, còn thành quả của Út hồi nãy thì Út thăm mấy cái cũng dính được một con hô hành. Cũng tạm tạm được thôi cô chú anh chị. Đây, cái bẫy Út thì ở trong này. Cái khu vực này thì nó ngay Út có 47 nha. 47 nhưng mà cái bẫy này chuyến thăm vừa rồi á thì mình cũng chạy được một con. Bẫy Út thì thấy còn đây. Màu xanh hy vọng vẫn còn. Chuyến này này sao đây, chiếc này có đồ luôn nè cô chú anh chị, nhưng mà mình xài không được ha, em nó hư rồi, rồi chuột mình thì cũng hư luôn. Cái này thì để Út vệ sinh bẫy Út đặt lại cái nha. Còn đây là cái bẫy thứ hai của Út đây. Khu này thì 47 nhưng mới đi vô cái bẫy đầu tiên thì có đồ xài không được, thấy cũng hơi buồn buồn. Đây cái bẫy thứ hai của Út thì nằm ở dưới đây. Ồ, bẫy thì Út thấy còn nha, nhưng mà hiệu quả hay không thì mình chưa biết. Cái này cũng có đồ luôn cô chú anh chị, có đồ luôn, nhưng mà hàng mini chú tiểu, vô gặp giỏi xí chuột mình em nó hư rồi. Đây nè, còn vậy đây ha. À, hai cái hai con mà xài không được con nào hết. Hai cái hai con nhưng mình xài không được con nào hết. Còn đây là cái bẫy thứ ba. Cái bẫy thứ ba của Út thì nằm ngay chân chỗ cái góc này. Bẫy thì Út đi từ sau thấy còn. Ô, nhưng mà sao cái bẫy Út nó lật ngược trở lại rồi. Lật gì kỳ vậy nè. Sao lật ngộ thế. Ngộ thế. Rồi cái này lật sao mà hư chuột mình luôn rồi cô chú anh chị. Bốn cái nhưng mà đi vô ba cái đầu tiên thì có hai con, nhưng mà mình xài không được con nào hết. Thế cái bẫy thứ tư thì không biết là sao, cũng mong rằng là nó có hiệu quả. Cái Út đi nãy giờ thì thấy cũng hơi đuối đuối mà hiệu quả thì mong manh quá. Đây cái bẫy Út thì nằm ở trong này nha, dỡ lên quần tay cho Út cái coi cho có động lực mình lội nha, chứ kiểu này hoài sao lội nổi. Chẹt ra mà không thấy phân, không thấy gì hết trơn nè. Cái bẫy im hết, biết im vậy. Nhưng mà hư chuột rồi cô chú anh chị. Đau lòng quá đi thôi. Chuột này của mình tuyệt thật nè. Bịch lúa. Xác đầu này luôn. Ôi sao kỳ vậy, đéo coi lại cái cây. Ý, cái này không thấy con chuột. Có bà con ơi. Xin lỗi bà con, nằm trong Út không thấy. Và còn đây là những cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn cô chú anh chị. Hôm nay thì nói chung ra ít hay nhiều gì thì Út cũng đăng một cái clip ngắn cho cô chú anh chị mình xem giải trí ha. Rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ, tại vì hôm nay Út thì nó ngay đang làm cái luồng bẫy mới đó để đi đặt thêm bà con ơi. Chứ bẫy Út thì hiện tại không còn bao nhiêu hết. Và thành ra Út cũng không có giờ về chạy nền gì hết. Đây. Gắng cố gắng đang làm thêm bẫy. Đang xuống, đang chạy nền đồ. Có cái clip gửi đến bà con mình. Chứ thầm mà cứ clip một con hai con hoài biết bà con xem cũng chán. Ê, em gì đây? Em gì mà thấy lột cái da trong bẫy dữ rồi nha.
Đây, để qua bên này quay tận cảnh cho cô chú anh chị mình xem. Đây này. Ồ, không biết bà con mình có thấy không? Đây, nằm trong bẫy nha. Cũng khá ồ, nặng lắm cô chú anh chị. Da này hình như là da hâu heo rồi. Rồi thiệt bà con ơi. Đây này, em nó vô em nó lột da luôn nha. Đây, không biết nắng quá bà con mình có thấy không nè. Đeo kem vô mát. Đây, ngon lành nha cô chú anh chị. Hồi nãy thì Út ngồi ở thăm cái bẫy ở bên kia á, nhưng mà nó nắng quá. Nắng quá rồi thôi Út xách xếp lại đây, ngồi mát mát một chút xíu cho cô chú anh chị mình dễ xem. À, mà không biết còn có trá nắng không này, tại vì ngồi nghe chăng chỗ cái hướng sáng lên. Đây, em hôn hèo nha, cũng khá là ngon nha cô chú anh chị. À, em nó vô lột da dùng đóng trong này. Để Út bắt em nó ra luôn. Thấy cái đống da hải hùng đầu vô kèo thơm rồi. Mấy em này thì nói ngay là không có độc nha cô chú anh chị, nhưng mà mấy anh em nào mà thí dụ không quen á thì kỹ kỹ chút, thí dụ hay là mang bao tay gì đó chẳng hạn cũng được, chứ không thôi thì khá là nguy hiểm nha. Tại vì cái phản xạ em nó táp đó, cái mình đau cái mình giật cái sẽ bị tét thịt nha. Đây, chuẩn bị ra đầu này nè. Đúng rồi. Cho em nó tự em nó rút ra thôi cô chú anh chị ơi. Đó, 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 đó. Quay qua ngậm một liền thấy không? Quay qua ngậm liền luôn đó. Nhưng mà dính găng này. Dính găng vô cái bao tay của Út đó cô chú anh chị. Không sao. Đây, đã thu phục được em đó nha. Ý, bậy. Ý, rồi 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 rồi. Xong cái bộ đồ ăn dỗ của Út luôn rồi. Xong cái bộ đồ ăn dỗ của Út rồi. Đây nè, cô chú anh chị mình xem cái nè. Quá mức rồi. Thôi thôi, vô túi nè. Quậy khá là dữ nha. Vô túi đi. Để em thôi ngồi, cái em nó quậy dữ lắm. Rút vô đi em. Hết có biết thiệt chứ. Đâu có thua gì em hú ngựa. Ra một cái phúng trắng điều mình ở Út hết trơn. Ngon, ngon lành bà con ơi. Được em này tính ra cũng khá là tươi ha. Giờ ở đây Út có một bẫy nữa. Rồi bên kia còn hai bẫy nữa đó cô chú anh chị. Là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn. Đây, cái bẫy này hôm nay thì Út đi lỡ rút nha. Út để cái giỏ ở kia, rồi lại ở kia Út đặt. Rồi thấy cái nền ở kia thì cũng im im đó. Cái nền này thì cũng ưng bụng. Nhưng mấy chuyến rồi. Mấy chuyến rồi thấy không có hiệu quả. Ôi trời, chuyến này. Chuyến này Út để giỏ ở kia rồi cô chú anh chị. Mà đi lại nè, phân em nó nè. Quá mức rồi bà con này. Bên đây nữa nè, bên này nữa nè. Trắng hết trơn. Nhưng mà sao cũng tạm được. Đây. Đó. Em hữu hành nha bà con. Khu bên kia hồi nãy thì cũng bốn cái nhưng mà mình vô mình thăm được hai con nhưng mà nó hư hết trơn cô chú anh chị. Khu này cũng bốn cái nhưng mà mới đi vô hai cái bẫy đầu tiên là mình thấy được hai con này khá là ngon nha. À, nhưng mà mình còn bên kia hai cái nữa. Chuyến nào cũng vậy, chuyến vừa rồi thì nói ngay là hai cái bẫy này, bốn cái bẫy này Út cũng chạy được đâu hình như là chuyến rồi ba cái, xin lỗi bà con, cái hồi nãy dính con hổ nghèo thì Út mới chạy nền chuyến vừa rồi luôn đó, là ba cái này Út cũng chạy được hai con, chuyến trước cũng vậy, chuyến trước cũng chạy được hai con, chuyến vừa rồi thì Út chạy nền cái hồi nãy nó dính con hổ nghèo đó. Mà trước mắt thì mới thăm hai cái là mình được hai con rồi ha.
Không gần hai cái cuối cùng kiếm bạn con nữa coi có hay là không. Chỉ ước gì thôi cô chú anh chị ơi. Bẫy thì mình thì đặt ít, và thêm hổm gà đang trong quá trình làm bẫy thêm đó, và thành ra cũng không có thời gian để chạy nền. Rất mong được cô chú anh chị mình xem và thông cảm cho Út ha. Giờ ở đây còn một cái, bên kia một cái nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn bà con ơi. Mong rằng hai cái bẫy cuối cùng này kiếm con nữa thôi, không biết có hay là không. Cũng như cái bẫy này hôm bữa thì Út nhắc đại nhắc đại, nhưng mà cuối cùng thì nó hiệu quả mấy chuyến liên tục, không biết chuyến này thì nó ra sao nha. Cái hai chuyến vừa rồi là nó có hiệu quả hết. Đây cái bẫy Út thì đặt khá là đơn giản ở dưới đường mương. Chuyến này ồ, chuyến này thì mới thấy con chuột mình nó tung tăng này à. Em nó còn lông nhông, lông nhông thì mình phát lương thôi đó kìa. Giờ đây là cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn đó cô chú anh chị. Mong rằng cái bẫy cuối cùng này lập nên kỳ tích thử. Chỉ ước thôi bà con ơi, chứ không biết có hay là không. Đây cái bẫy Út thì nằm ở trong này. Đâu rồi? Ở trong này mà bây giờ đang dạch kiếm. Hình như là ở đây. Đúng rồi. Đây này. Sao? Cái bẫy cuối cùng sao đây? Có phần có gì không? Út thấy giống có cái bọc nén ra. Mà không biết phải hay là không. Ê, phải cô chú anh chị. Em hổ hèo mini bà con ơi. Phải hổ hèo không, để coi lại mới được. Đúng rồi, hổ hèo mini. Đó, đây nè. Em này thì nói chung ra hơi nhỏ nha cô chú anh chị. Đó. Hơi nhỏ thành ra thì cũng như Út nói đó, con nào thí dụ Út xài được Út mới bắt nha. Còn cũng như nhỏ quá thì Út sẽ thả tại chỗ. Ồ, y phân xanh luôn ha. Phải con hành là vô kèo nha. Đây em nó đây này. Rồi thì con này thì Út sẽ thả em nó tại chỗ, chứ thả cho em nó lớn rồi xong xuôi huynh đệ nào bắt được đó bắt, không bắt được thì nhiều khi nó vô bẫy mình lại không chừng. Chứ cỡ này bắt thì cũng nó ngay, so với sức em nó thì quá nhỏ đó. Em nó qua tới bên kia kìa cô chú anh chị, nhanh ghê không, tọt qua tới bên bờ bển. Ở đây nè, xuống đây rồi xong xuôi cái làm gà ụt qua tới bển luôn, hay thiệt, nhanh quá, xá là nhanh. Còn đây thì chiến lợi phẩm của Út hôm nay như sau. Hôm nay thì mình cũng được mấy con đó cô chú anh chị, cũng khá là ngon nha. Hôm nay thì tại hồi nãy thì cũng có hư hết một số đó, chứ không thôi thì cái luồng bẫy này luồng bẫy cũ mà. Đối với anh em sao không biết, chứ đối với Út gì thì quá ngon rồi. Rồi nếu như cô chú anh chị xem clip Út thấy có thương, nhớ cho Út xin một like và một đăng ký ủng hộ, và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đó là động lực cho Út làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.